Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được cặp mâm, mấy cặp mâm căm đùm nữa nha nè. Mâm căm đùm full neo GSX nha nè, GS100. Với mình xài cho full neo được luôn nha. Với bộ bánh đùm, bánh đĩa, mâm sa chia. Thì anh em nào cần món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Thì số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Thì anh em nào có mua hàng bên mình rồi thì mình vẫn ship code nha anh em. Còn anh em nào chưa mua hàng thì mình bên mình thì phải cọc cho mình 100.000 anh em, tại vì đồ nặng thì phải cọc cho mình 100.000 mình lấy gửi hàng nha anh em. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết những món đồ hôm nay mình bán nha. Thì trước tiên bộ căm mâm đĩa của thằng GS nha anh em. Nè, bánh mâm đĩa lõm nè, với phụt heo dầu, với trắng ba luôn. Thì anh em nào cần muốn mua nguyên bộ thì alo mình nha. Thì trước tiên mình bán cho anh em cặp phụt nè. Cặp phụt thì bao cho anh em là không xì nhớt nè, ti zin nè, nước sơn thì giờ muốn đẹp thì giờ mình sơn lại, bao anh em là không xì nhớt nè, ti không cong, hình thức là đẹp, ti đẹp đây, sơn thì dễ nha anh em, mua cũ thì về không đẹp thì mình sơn lại, còn ti bọng là còn đẹp. Mình bán cho anh em cặp phụt này 400.000 nha, 400. Cái này là mình vô full nail được nè. Anh em nào muốn lên đĩa cho full nail là mua bộ này vô là về là ok luôn nha anh em. Lên đĩa là full nail được luôn. Bộ heo dầu. Bộ heo dầu này cũng đang hoạt động bình thường nha anh em. Nè, bố còn đầy nè. Bố còn dày đẹp. Dây zin mà có bị nứt nứt. Tay trên cũng zin luôn. Thì nói chung mấy này nó hơi dơ nè anh em thấy không? Thì mình bán rẻ cho anh em, về anh em mà chùi rửa vệ sinh lại rồi mình hái gáp. Nói chung là toàn bộ đồ zin hết nhưng mà tại nó dơ thôi. Đó. Thì con heo này bán cho anh em với giá là 400.000, bán rẻ luôn, 400.000 về cho anh em vệ sinh mà xài. Nó đang hoạt động nha, cái này xe đang chạy nha anh em, 400. Rồi cái trắng ba, cái trắng ba này mình gắn được cho quay Trung Quốc nha, quay bụng Trung Quốc được nha anh em, quay GS Trung Quốc được nè, quay A Trung Quốc luôn. Cái trắng ba bán cho anh em 150.000 nha, 150.000 cái trắng ba. Chúng ba zin nha anh em. Chúng ba zin quay A 100, quay GS chung. Rồi tới cặp bánh, cặp bánh GS đĩa lõm nha anh em. Đĩa còn đẹp nè. Đĩa đẹp. Mâm thì nó có chày nha anh em. Thì mấy này anh em nào mà vô full nail thì giờ mình cũng phải sơn lại nha. Tại vì mấy mâm này nó lâu đời rồi, bắt buộc nó phải dơ, nó phải chày. Đó. Mâm Honda NK. Cái mâm này là 207 208 nha anh em. Nè, mâm cũng có chày cho cái viền nè, còn cong quảnh là không có nha, chỉ có chày thôi. Giờ anh em muốn đẹp thì dặm cái viền lại, vỏ còn tương đối được nha anh em. Mâm đĩa lõm full neo đây, má đùm nha anh em, bố thắng còn dày luôn nè, không bị lỏng nè đó, anh em nhìn thấy không, còn dày cui luôn, bố đẹp, con đua mặt đạn đẹp nha anh em. Cây thì cái mâm thì ngoài sau cũng có chày nè đó, hai bên thì bên nào cũng có chày hết đó. Đát 2007 anh em, 2007 nè, 2007. Thì cái vỏ sau cũng tương đối còn xài được nha anh em, còn xài được. Rồi cái cặp mâm này bán cho anh em với giá là 2.4 triệu nha. Mâm đẹp thì 3 triệu, 3 triệu 2. Còn mâm này thì nó hơi bị chóc sơn. Mình bán cho anh em với giá là 2.4 triệu. Cộng ship nha anh em. Tiền ship bên mình là 90.000. Cộng ship. Đó. Nói chung là mâm đẹp thì giá đẹp. Mâm đẹp thì tầm 2.8, 3 triệu. Tùy theo giá. Còn như xấu mình mua 2.4 triệu. Giờ mình bỏ ra 2-300 mình sơn lại vẫn đẹp như thường nha anh em. Rồi 2.4 triệu. Rồi tới cái cặp bánh đùm. Cặp bánh đùm nha anh em. Đùm trước, đùm sau. Quay A nha anh em, quay A. Đó, quay A căm zin, đùm zin nè, miền zin. Bao cho anh em là không cong, không quển, không mục mọt. Vỏ sao mới thay nè. Vỏ sao mới thay nha anh em, được cái vỏ sao mới thay. Đùm này nó dơ nè nha anh em. Giờ anh em vệ sinh lại, căm thì còn sáng nè, căm sáng đẹp. Niền là bao mục mọt nha anh em, bao cho anh em không mục mọt. 1.6. Goshi 1.6 nha anh em. Goshi 1.6. Bạc đạn zin theo xe còn luôn nha anh em, bạc đạn zin nè, tên nè, tên còn zin luôn nè, chưa thay. Thì xe người ta đi ít nên mấy bạc đạn nó mới còn nha anh em.
má đùm nhỏ. Rồi bánh chớt, bánh chớt thì nó cũng có nó đùm con sâu đồ mét, bát đồ đầy đủ, bật đạn zin cũng còn luôn, đùm zin còn, nước sơn zin còn, căm zin, niềm zin, cái trước là vỏ zin còn luôn này nha anh em, vỏ zin theo xe còn luôn, rồi có nghĩa là người ta đi cũng ít nên nó mới còn vỏ nha anh em. Rồi cái cặp bánh này thì mình bán cho anh em với giá là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu, 1,3 triệu cộng ship, 1,3 triệu cộng ship nha anh em. Rồi tới cái cặp bánh này, cặp bánh này là bánh đẻ nha anh em, trước đĩa bằng, sau má lớn là xài cho phu chỉ ít nha. Bữa hổm mình đăng 1,2 triệu, 1,3 triệu, 1,2 triệu, 1,1 triệu gì, 1,1 triệu 50 gì nè, không ai mua ha. Bữa nay hạ giá cho anh em giữ luôn nè, hạ rẻ luôn, bán cho anh em với giá 1 triệu nè, cộng ship luôn nè. Cái này giờ anh em chở đồ máy quay game Trung Quốc gì đó có lên đĩa sẵn, anh em ráp vô hoặc là quay ớt 110 bà lắc gì đó xài chung được luôn nha anh em. Đó là xài chung bà lắc 110 rồi vẫn được nha. Thì cái này là bao cho anh em là zin toàn bộ hết nha, vỏ ruột ok, về chỉ lắp thôi. Tại vì cái dòng đĩa này bán chậm lắm anh em, tại vì thắng đĩa người ta ít có xài, thắng đụng người ta gắn cho quay game Trung Quốc là nhiều, nên bởi vì nó chậm thôi, bán xả cho anh em luôn, bán cho anh em 1 triệu. Má sao nè, má sao zin luôn, mặt đạn zin đòn bộ hết luôn, đùm đẹp cực kỳ, niền mới thay luôn, vỏ cũng mới luôn, đùm đẹp, đùm nước sơn zin luôn nha anh em. Nè, niền mới thay, mới can của thằng VIP Yamaha luôn nè, quá đẹp luôn, căm zin luôn. Rồi bán cho anh em 1 triệu luôn nè, bán rẻ luôn, 1 triệu. Rồi tới bộ mâm sa chia, mâm sa chia nha anh em, sa chia Raider xài chung, xài cho mấy xe quay game Trung Quốc lên đĩa vẫn xài chung được nha anh em. Mâm này bao zin cho anh em, không cong không quẩn nha, không lỏng lưng mặt đạn. Mâm Indo nè, mâm zin Indo nè, NK nè nha anh em, hiểu NK nè. Đó, mâm zin. Bánh sau thì nó có cái đĩa luôn nha anh em, có cái đĩa nè, mâm zin, nước sơn zin luôn, có 4 cục cao su đồng NK nha anh em. Mâm này là mâm theo xe của Indo, thì cặp mâm này anh bán cho anh em với giá là 1 triệu nha anh em, bán cho anh em với giá là 1 triệu. Thì anh em nào cần thì cứ việc alo mình nha. Cặp mâm sa chia 1 triệu. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em, anh em nào có cần món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.